Đàm anh em ơi, đi nào. Này ông này, ông đứng ông kích đam cho phát tôi lắc thế, trời ơi. Cái chị Vina Game ơi. Em ít đam phát nào. Bốp. Nào thì tiếp rồi anh em. Ui chết bố con đầu. Lại anh em nhá, 18k6, áp chưa có hiệu đâu. Đam string, chứng cứ chưa có thiên quyền. Thiên quyền là đam store anh em. Ok. Đi chết chết hết thế này. Rồi. Anh em đâu? Lên ở phía trên kìa. Anh em để cho tớ lên đích đam cái. Từ 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 từ. Cho thiếu trưởng lên đích đam đã. Ôi. Qua tuyệt vời. Tôi chết tôi rồi. Tôi đã bảo anh em rồi. Phải cho thiếu lên trưởng đam với trưởng. Ta có những ác nào đây. Cùng 49 á. Ác này là Bernan cũ à, đúng không? Bernan cũ anh em, thanh tự vô cùng 140. À chắc Bernan cũ. Bám dẫn tiếp nha anh em. Sát tinh kim sạp bờ nhưng mà chưa bắt sức 4. Ác này mà tín cao cặp đấy thì nó sẽ ngon. À chạy 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 sang kia anh em. Nó là phải học ít đam anh em. Anh em nhớ ủng hộ tới gặp chưa chết. Mẹ gặp con kia thì ở đây à? Ủa? À. Đéo chết ai cơ. Mặc dù ít đam rất đẹp nhưng chết ai. Sợ là hóa cảnh quá trâu bò. Nó thả cái được xong luôn đấy nhá. Ác này đi phun phá đi. Đây đây soi cho anh em một chút nhá. Ác này tôi mới mượn thôi. Tối mà còn thiếu lớp trưởng. À đây tôi ít đam. Thực sự là để tôi bốc phép tí thôi nha. Có thiếu trợ ai ở đây đam thì chắc có lẽ là hóa cảnh 90 mạnh đã chết rồi. Đây thì đi phun phá địch, bắn sức phá địch. Hiệu 1 chưa có hiệu gì cả. S7 phá địch, nội ngoại công. Đấy, được chưa anh em? Ok, rồi tiếp tục. Ok anh em. Xin đổi, phát đó, phát đó không biết xin không nhưng mà ít người quá thế này. Xem tốc à, 224 à. Đó ít người quá phải. Từ từ từ. Không chết ai à. Lại còn không được điểm đâu. Đồng lắm anh em ạ. Từ 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 từ, về xin yêu cổ đã. Về vãi lì anh em ạ. À vâng. Phê, nói chung là phê. Ôi, mẹ sư cha, hóa cảnh. Tôi về xin yêu cổ đã. Ôi, canh chị từ. Ôi, kìa. Nó xuống trò phát là nó chỉ cần nhấc chân nhẹ phát là mình chết luôn anh em. Chắc chắn 100% luôn. Đây, tôi sẽ lâu lắm thì học đi. Thôi, từ anh ơi, từ anh ơi. Không biết là có. Ôi, xin lỗi, tôi quay xong rồi. Quay xong rồi, bỏ chết đi. Lâu, tiếp tục anh em. Thôi, mấy bạn hóa cảnh từ. Ít người tôi không chơi cam được. Đấy, có yêu cổ anh em. Yêu cổ, cam thôi. Mới ra gì chứ, thôi. Ôi, còn. Từ các anh ơi, cho em ít phát nữa xong rồi. Ôi giời ơi, các anh ơi, có chết ai? À, có chết không? Ôi giời ơi. Đàm phụ phê vãi lì này nhá. Ừ, cũng được.
tiếp nào anh em, tiếp đi. Đi nào, lên đéo dính kìa, đủ những người quá thì phải, nói đam chuẩn như thế mà không dính nhở. Này dính không ạ? Ờ ai? Ôi thằng mồn cành phá nhanh thế. Tiếng trượng hóa cảnh à? Không bị đam được trên đấy thì mình lại chạy lên đây. Quan trọng gì anh em? Vui là chính. Đam vui là chính. Nó lắm quay clip Vina Game để cho mọi người xem. Mấy à? Mẹ cái thằng đồn kìa. Ít quá, con thua. Vâng chúng ta cũng soi một số ác ở trong đây nha. Hiện tại thì đến những phút cuối rồi, vậy là anh em không tụ tập. Ác này khả năng là server mới này. À đâu, không phải, có đang bút. Sạc 7, có sức 4, rất là ăn chơi. Có ăn chơi. Tôi thử ra ngoài xem có chiến sự không. Quá nhờ. Sự gì soi cho anh em. Tại thì Tống đang áp đảo 7.700 điểm, Liêu là 6.900. Có ai mà ít đam cho em xem thử. Ờ, không được nhận được điểm tích lũy à? 300, à 300 rồi. Bắt cái định mà anh ấy còn tiền, 300 rồi. Đây, 301 này. Địch đam 301 này không. Tôi không biết địch đam đâu. Bừa, đang học bừa. Được 300 điểm là nhận thưởng rồi. Đấy, 300 điểm nhận thưởng rồi anh em. Dưới 300 điểm thì sẽ không nhận được một công trên 3. 300 là anh em không nhận được công trạng rồi. Đúng không? Trước mình chơi như vậy. Đã bị kiếm gì đấy? Nhìn sao bây? 13 triệu công trạng, vâng. Artemis, à Artemis, ác này là tham dự long tranh của đấu, có phải không? Đúng anh em. Artemis này, sói, cặp cờ sói, áo khăn cương, đúng thì phải anh em ạ. Tiếp nhá, ok, tớ lại ra tiếp. Rồi, anh em cứ cho tớ yêu cầu còn lại này. Quay rồi. Ô tổng mồn nó quay hiệu 1 anh em, có hơn 300 điểm vũ cụ thôi, rất là ít. Còn thua. Đấy. Hai áp này thì ích đam thì ôi. Lên cả báo kích kìa. Thôi nằm xuống đi bạn. Chuyện ở đây á. Một ông hóa cảnh chơi với ông chưa ông chưa hóa cảnh, chơi với ông hóa cảnh sao mà chơi lại được. Làm gì đây, sút chết không? Chơi ơi, tanh quá các bạn ơi. Thôi. Các bạn ơi. Yeah. Từ từ bạn ơi. Bạn làm sao chạy đuổi bằng mật tịch, có mật tịch được một phái được. Đề nghị mấy anh em đuổi đông đông tí để tôi còn có chống ích đam nhá. Đéo được, đéo có đông người. Có ích đam được anh em. Chịu nhờ, khó chịu nhờ. Không phải chơi mình rồi. Phải lì nó chơi mình rồi. Hiệu 1 hơi yếu, anh em ạ. Chứ hiệu 10 thì ông ca diệp đến bao giờ. Tiếp đây anh em. Cái sự ngoài đây đông phết nhờ. Không có cái chỗ nào anh em tụ tập đông đông để hành xác tí.
chúng ta đây không có chúng ta không có thi à? Có thi đàm sướng lắm anh em ạ. Có thi thì thôi. Đàm sai lầm rồi. Hay quá bạn ơi, bắn hay quá. Thôi, chạy đường sai rồi. Mất nửa cái máu rồi, ông nội. Tôi mà vô song chiến thần thì tôi cũng chơi lại ông đấy, nhưng mà tôi đã không phải. Và tiếc. Mình chỉ là sắp tinh quý bắp thôi. Giai đoạn cuối là không còn người tụ tập nhiều anh em ạ. Không còn người tụ tập nhiều. Vậy là không ăn thua. À, anh em rảnh ấn một like ủng hộ tới nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Lâu lắm mới quay clip Vina Game VNG. Thể hiện trình độ xdam cùi bắp của mình cho anh em xem. Ok, không có thì lại lên ở trên cạch môn thôi. Từ để tới chạy ngựa đây anh em. Ram. Này thì nó bình thường thôi anh em. Đi phun phá địch thì chủ yếu là ít đam xong rồi chết thì nó cũng là chuyện bình thường thôi, chứ không phải là châu bò gì. Thì đấy, cái cậu nào tôi đang thấy ca diệp đúng không? Rồi, lại quân mình rồi. Anh em đứng ở đây đông thế. Uầy, xem gần 7 phút câu ạ. Xem gần 7 phút thôi anh em. Có thằng nào nó đang chơi kìa vợ. À u mà. Ô, giờ là hết rồi anh em. Đến giờ bây giờ hiện tại là còn chỉ còn 2 phút đi server nữa thôi. Còn thua. Không có người ấy. Không có người luôn. Vina Game thế mà anh em. Tình trạng của VNG là thế. Khi mà các ông đánh nhau nhiệt được tầm khoảng 15 phút đấy, xong còn 15 phút cuối bắt đầu là các ông chẳng còn ai nữa. Thực sự luôn. Anh em đánh nhau nhiệt được tầm khoảng 15 phút đầu, rất là đông, anh em tụ tập đàm rất là sướng nhá. Đàm rất là sướng, cực kỳ sướng luôn. Đấy, mà về sau thì không còn người thì anh em thấy là đàm chẳng còn ai, chẳng còn ăn thua nữa rồi. Một hai người thì anh em đàm. Đấy, ông nào mình chiếm phe mà chắc chắn thắng, mình làm phe tống thì chắc chắn thắng này. Mình làm phe tống này. Đấy, làm phe tống thì chắn thắng thì thôi, cho ông Kelly thôi khỏi rút quân luôn, còn có 1 phút mà. Một phút mà anh em, một phút đánh đấm gì, đúng không ạ? Một phút đánh đấm gì đâu, có gỡ gạc lại được điểm đâu. Giá kể mà điểm nó kiểu như cuộc sống cũng xuôi nhá. Điểm nó mà kiểu như là nó ngang bằng nhau ấy, thì các ông sẽ kiểu như là anh em sẽ rất là cố gắng để bật lại tình thế, đúng không? Đây thì rất là khó. Rồi chơi luôn. Rồi, ok luôn, hay lắm, mày ơi. Tôi có hóa cảnh bao giờ nó đi. Dạ, nó quay kìa. Điểm cá nhân là 36. Tích cực, đây anh em. Tốt này. Kenu Fuzu quân liều này, nguy hiểm 19 này. Còn quân tống thì là Chukumomi. À, Athena này toàn là một phe hết mà. Có gì. Ôi, thỉnh thoảng quay clip cho anh em xem giải trí thôi. Tôi cũng... Chết Merino đi anh em, chết Merino đi. Chết rồi. Thôi, đéo chết. Vãi cả đi. Nó trâu bò quá anh em ạ, mắc quá cảnh sao ấy. Bây giờ bút hiểu tướng. Mắc quá cảnh thì phải. Ok, bây giờ thì tớ sẽ về bên Tiền Châu cho nhận thưởng. Xem nhận quân công đại nhận được gì, chả biết được. À, có quân công trương à? Ok, nhận luôn quân công trương nhá. Thì một trận này. Rồi ok, bây giờ thì giành chiến thắng nhá. Nhận thưởng một quân công trương nha anh em. Đấy là xong rồi. Xong cái đam lên server ngày hôm nay rồi. Clip đấy anh em. 600 triệu kinh nghiệm cơ. Wow, lên cấp các ông ạ. Đấy đùa thôi anh em, phải lên cấp. Mà đây là lên tăng được một linh phách đơn đúng không? Linh phách đơn đúng không? 600 triệu kinh nghiệm. Nhận được 4.800 điểm quân công này, 1.000 điểm tu luyện này, 600 triệu kinh nghiệm này. Đúng không? Có đúng 600 triệu anh em hay tôi nhìn nhầm ạ?
Đấy. 1.180 điểm. Cho anh em đây bảng F3 ác nhá. F3 ác này, mình tìm 104% nó, mình có review cho anh em xem rồi. Đấy, xdam được 11 ô. 1 ô thì xdam rất là phê nhá. Động 11 ô này. Tiếp sắp 7, bác này mà làm quả ở chuyện sắp tinh tiến 20. Ở bắt sức cấp 4 nữa thì thôi rồi luôn anh em. Xdam nó mới thể hiện sự đẳng cấp rồi. Xdam nó ngon được. Thôi thế được, chắc sao.